gom chạy bằng pin và gom chạy bằng cơm, ai hơn? Gom này 5k một cục, gom máy nguyên một bộ như này tận 55k. Gom thường khi dùng, gom máy khi dùng. Gom thường thì cứ bôi vậy đó, đến khi nào hết thì thôi. Còn gom máy lỡ có mòn thì phải rút cái ngòi này ra thì mới xài tiếp được nè. Cực vãi. So sánh đồ làm sạch trên nguyên bản bút chì này. Đây nha, tẩy sạch bằng nhau luôn. Giờ dùng bôi cả mặt giấy như này. Dùng gom bình thường, cực nhanh. Dùng gom máy cũng là cực, nhưng mà là cực khổ. Còn tẩy mấy cái chi tiết như này thì sao? Gom thường thì bị bôi phạm, nhìn không ra cái hình luôn á. Còn gom máy thì easy bạn ơi. Khó chọn quá ta. Nếu là mấy bạn thì sẽ chọn ai? Foxy, review tôi ta.